Người phụ nữ này giống như mắc bệnh, không được gả vào nhà giàu thì sẽ chết. Đầu tiên cô ta gả cho một người chồng giàu có nhưng ngốc nghếch, sau đó ôm tiền bỏ trốn, rồi lại uy hiếp một công tử nhà giàu khác kết hôn với mình. Chỉ cần kết hôn sẽ giúp anh ta giải quyết vấn đề hợp đồng chưa ký được lần trước. Nghe thấy yêu cầu điên cuồng này, tất nhiên Seo Jun không đồng ý, nhưng Yura biết rất rõ sớm muộn anh ta cũng sẽ phải quay lại cầu xin mình. Quả nhiên vì việc ký hợp đồng thất bại, tập đoàn cũng đã phải hủy bỏ việc hợp tác với công ty nhỏ khác. Giám đốc công ty nhỏ đó không thể chấp nhận kết quả này, cầm dao uy hiếp bố Seo Jun yêu cầu đưa ra cách giải quyết, thậm chí còn tự sát. Seo Jun không biết làm thế nào, chỉ vì một sai sót của mình mà công ty phải đối mặt với khó khăn lớn như vậy, anh ta không biết tiếp theo nên giải quyết thế nào. Bây giờ người có thể cứu anh ta chỉ có Yura, vì thế chỉ đành tìm đến cô ta để đàm phán. Chúng ta sẽ kết hôn chứ? Ngoài kết hôn còn lựa chọn nào khác không? Giống như vào dịp này kết hôn cũng sẽ không hạnh phúc. 결혼을 거래처럼 하는 건 다른 건 다 필요 없어요. 내가 원하는 건 결혼이니까. chỉ cần kết hôn thôi. Yura thấy Seo Jun vẫn đang còn do dự, cho anh ta thời gian uống hết một chai rượu để suy nghĩ. Anh ta suy nghĩ hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định từ chối, bởi vì trong lòng anh ta chỉ có Yu Jung. Yura thấy kế hoạch thất bại, chuẩn bị dùng kế khác. Cô ta giả vờ uống say lất ngất muốn đi về, sau đó ngã vào lòng Seo Jun. Seo Jun lương thiện không yên tâm để cô ta về nhà một mình, nhưng lại không biết nhà cô ta ở đâu, vì thế chỉ có thể đưa cô ta vào khách sạn. Anh ta không biết mình đã sập bẫy của Yura. Sau khi được cô ta ra hiệu, người của cô ta liên tục chụp ảnh ghi lại cảnh tượng thân mật của hai người. Sau khi Seo Jun đi khỏi, Yura nở một nụ cười đắc ý. Quả nhiên ngày hôm sau, tin tức về việc của hai người đã bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Yura vì thế mà bị đình chỉ công tác, nhưng cô ta sắp trở thành con dâu nhà hào môn, hoàn toàn không coi công việc ra gì. Còn Seo Jun đối mặt với đả kích lớn và cả chuyện hợp đồng, không còn cách nào khác chỉ đành tìm đến Yura lần nữa. Chúng ta kết hôn đi. Yura vui mừng về nhà, mơ tưởng về cuộc sống hào môn, nhưng cô ta không ngờ rất nhanh sẽ xuất hiện một người uy hiếp đến con đường phát tài của mình. Cô gái này là thực tập sinh mới của đài truyền hình. Cô ta chuẩn bị vạch trần việc Yura sinh con xong thì ôm tiền bỏ trốn, nhưng muốn làm cô ta im miệng cũng không phải không có cách. Chỉ cần giúp cô ta được tuyển vào làm chính thức là được. Yura hiểu rất rõ nếu nhà tài phiệt biết cô ta đã từng kết hôn thì sẽ không có đường để cô ta gả vào nhà đó, vì thế chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Na Yeong. Yura tìm đến giám đốc tặng quà, hy vọng có thể giúp đỡ Na Yeong nhiều hơn, nhưng giám đốc đã thẳng thừng từ chối, khuyên cô ta đừng làm chuyện gì sai trái. Lúc này Yura vừa lo lắng vừa sợ hãi, lẽ nào cô ta lại chịu thua như vậy sao? Lúc cô ta đang phiền não thì vô tình nghe đồng nghiệp nói tối qua giám đốc và Na Yeong cùng đi ăn, xem ra quan hệ cũng không phải bình thường. Sau khi điều tra biết được Na Yeong là học trò nhiều năm trước của giám đốc nhưng đã rất lâu không gặp nhau rồi. Chỉ là quan hệ thầy trò đơn thuần sao? Vậy tôi sẽ làm lá trò nên không đơn thuần nữa. Thế là ngay ngày hôm sau, tin tức giám đốc có quan hệ riêng tư với Na Yeong đã truyền ra khắp nơi. Mọi người đều nghi ngờ Na Yeong dựa vào quan hệ không chính đáng để vào công ty. Yura đề nghị hay là thi đấu cho công bằng, họ có thể đi kiến nghị làm một cuộc thi công khai. Sau đó Yura giới thiệu cho đồng nghiệp một thiếu gia nhà giàu đẹp trai để đồng nghiệp chấm cho Na Yeong điểm cao nhất. Vì thế việc chọn nhân viên do giám đốc quyết định giờ đã nằm trong tay họ. Nhưng ai ngờ Na Yeong lại là một người bất tài vô dụng, trong cuộc thi thể hiện rất kém, chắc chắn là không được nhận. Na Yeong rất tức giận nhưng Yura còn tức hơn. Cơ hội tốt như vậy mà lại để tuột mất. Hai người đến quán rượu giải sầu. Yura khuyên Na Yeong bình tĩnh lại, đợi mình làm dâu hào môn rồi thì muốn gì cũng được, đừng để mục tiêu vào chức nhân viên chính thức nhỏ bé này. Na Yeong nghe xong cảm thấy cũng có lý, nhưng lúc cô ta đi vệ sinh, Yura đã bỏ thuốc ngủ vào cốc của cô ta. Thấy Na Yeong ngất đi trên giường, cô đắc ý nói, còn gà như cô mà dám đấu với tôi sao? Lúc Na Yeong tỉnh lại, thấy bên cạnh đang có một người đàn ông trần truồng, quần áo của cô cũng không mặc, còn Yura thì cầm điện thoại đi vào quay lại cảnh này. Sau khi giải quyết được rắc rối này, tâm trạng của Yura đã tốt hơn, gọi điện thoại cho Seo Jun hẹn thời gian đi gặp bố mẹ chồng tương lai. Lúc này cô ta vẫn còn chưa biết, chồng cũ của cô ta đã biết năm đó vì cô ta làm chứng mới dẫn đến mẹ chồng chết oan. Min Hyuk tìm lại ảnh cưới của hai người, chuẩn bị cho Yura một bất ngờ lớn. Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt gia đình chồng tương lai, Yura đã đặc biệt thuê cả bố mẹ giả đến diễn. Yura nói với mẹ chồng bố mẹ mình đều là bác sĩ, làm việc và sinh sống ở Thompson One, New York. Mẹ chồng rất ngạc nhiên, nói mình cũng quen biết một bác sĩ nổi tiếng sống ở đó, hỏi bà thông gia có quen không. À, 네, 그럼요. 잘 알죠. 같이 사우나자고 그랬는데요. 사우나요? 제 친구 남자인데. Thấy sắp bị lộ, Yura mau chóng nói chắc là mẹ mình nhớ nhầm người. Mẹ chồng tương lai cũng không nghĩ nhiều, hôm đó mẹ chồng hẹn Yura cùng đi thẩm mỹ viện, trùng hợp mẹ của cô ta cũng vì nhớ con mà đến chỗ làm của cô. Thấy mẹ vui mừng vẫy tay với mình, Yura vô cùng sợ hãi, một bên là mẹ chồng tài phiệt, một bên là mẹ đẻ nghèo khó. Tất nhiên Yura sẽ chọn mẹ chồng, cô ta bình tĩnh đi lướt qua mẹ, vui vẻ cùng mẹ chồng rời đi. Cảnh tượng này làm mẹ cô ta vô cùng đau lòng. Đến thẩm mỹ viện, nhân viên kiểm tra lịch hẹn rồi gọi người đến làm cho họ. Nhưng lúc nhân viên thẩm mỹ viện đi ra, mấy người họ đều há hốc mồm ngơ ngác. Bà thông gia, sao bà lại ở đây?
Hugh ra từng bước đi đến đây tất nhiên không thiếu thủ đoạn. Rất nhanh cô ta đã tìm ra lý do để đối phó. Mẹ, mẹ 엄마, nói muốn học là cái này sao? 엄마가 배운다는 게 이거였어? 왜 얘기했지? 왜 얘기했지? 왜 얘기했지? 그게 무슨 말이야, 배우다니? 미국에서 의사하신다면서 스파에서 뭘 배워? 아, 아, 네, 건라 박사 이과 자료. 네. 저희 어머니가 피부과 의사신데 미국에서 곧 한국형 에스테틱 런칭하신다고. Cũng không biết tại sao phu nhân tài phiệt lại dễ lừa như thế. Bà Jo đã thực sự tin lời của cô ta nói. Cô ta ám hiệu cho mẹ già không được nói năng lung tung. Bà ấy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hugh ra về nhà vẫn còn rất tức giận, gọi điện yêu cầu bố mẹ già không được xuất đầu lộ diện. Lúc này chồng cũ của cô ta là Min Hyuk đang rất vui mừng bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh ta. Min Hyuk tặng cho Seo Jun thẻ khách VIP của thẩm mỹ viện đó, sắp xếp cho họ gặp nhau. Cứ chờ đi, món quà lớn vẫn còn chờ cô đấy. Trong hôn lễ, Min Hyuk lại đến tìm Hugh ra ám chỉ rất nhiều việc. Đến lúc chuẩn bị phát hình ảnh đám cưới, anh ta cũng chuẩn bị vạch trần cô ta, nhưng lúc này lại nhận được một cuộc gọi lạ. Phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.